Vâng, chương trình là buổi tối hôm nay nhân kỷ niệm là sinh nhật 5 năm câu lạc bộ Hoa Cây Cảnh Chị Nhắn Như Quỳnh. 5 năm, đúng rồi, 5 năm. Tổ chức tại... Vâng. Thế là cũng về kép hả anh? Không, không, từ từ anh, vào, chưa xong. Chưa xong. Các anh có bốc mất cười rồi. Tại... Vâng, tại sân của ở công ty Việt Trung, nhà anh Tùng. Thì... Tô Lâm, vui không? Không cổ vân à? Đâu, cây là cây của anh Tùng. Giao lưu cho anh Đại. Vâng. Xin chúc mừng hai anh. Bắt tay nào. Bắt tay. Vỗ tay cây ơi. Vỗ tay để em chụp ảnh cái nhá. Ok nào. Nào hai anh bán cây cứ cười tươi lên em nào. Thế. Nào. Nào hai ba cái nữa nào. 1 2 ok rồi, xin chúc mừng hai anh. Nói câu chuyện đấy là chú nghe tiếng rồi, chú nghe tiếng rồi. Nhanh hơn anh. Tôi thích cái này đây, không phải là ông Tuấn lại ra sau rồi. Không phải là chết ông Tuấn. Trong một buổi tối trời vừa mới lặn trăng nhưng mà ánh sáng lại rất là đẹp. Rất là đẹp. Vâng. Anh Đại đã giao lưu được với cả anh Tùng một 55 ấy. Một tác phẩm xanh dáng trực. Trực chứ. Rất là đẹp. Nhưng mà anh nhớ là tất cả cái này là phải ấy nhá. Phải giữ nguyên. Một thời gian đấy bỏ. Lại. Không giả lại. Đi tù 2 năm. Đó. Hôm nào đại về mời anh em ở trong thôn, đang tưởng câu lạc bộ. Trong thôn đang chờ câu lạc bộ ông nghỉ thôn. Tính từ cái quán bia Bắc Kiệu đi vào làng thôi. Tính từ quán bia Bắc Kiệu vào làng thôi, bên này là làng bia rồi đúng không? Em ấy cứ tưởng là mời câu lạc bộ, mời thôn thì họ tuyệt vời nhá, chúc mừng anh nhá. Không cần phải tiền, bóng của không anh ơi. Bạn ông đây. Em hôm nay em mới xuống, em xong rồi. Ông Thắng là ra hơi muộn. Anh Thắng ơi, chú Đại cũng có mười mấy ngày kháng cáo mà bác Tùng vẫn bảo là nhưng mà cái đang tòa ta chỉ có 7 ngày thôi, nhưng mà chú Đại cũng có mười mấy ngày. Em mang lên xe em luôn. Nhưng mà phải nói là của trẻ tài cao ấy, chơi toàn đồ độc mà. Năm. Không. Bóng à, không. Kỷ niệm 5 năm sinh nhật. 5 năm thì thành 5 năm. Bán luôn. Bán. 30. Bán à? Anh Thụ mua thì, anh Thụ mua đúng không? 40 triệu chú mua. Bán nào? Tôi bán được rồi. Dám mua vì tôi bảo là tất cả là Vương hôm nay rất đỏ nhưng chỉ có Phương. Chú đại giả, chú đây là 100 triệu chú bán cho Vương một quý. Vương làm phát chụp củ rồi à? riêng gặp Phương cái này toàn đỏ đi hết à? Mày thu lại để nó không xanh một cái đây. Kỷ niệm 55. Bây giờ vào tay em thì không có. Đúng. Chúc mừng em. Tuấn ơi, anh ơi. Em nói với anh này. Anh ơi, cơ hội để anh cộng đấy. Em cũng rất là thích nhưng mà không bán cho lại cái này bao nhiêu. Bây giờ ông đổi đi. Nhanh lên, hết cơ hội. Em 55 triệu. Em này mua luôn cái này. Tưởng thế nào? Chú thoải mái cái này đi. Chú thoải mái cái này đi. Xong rồi. Nhưng mà chú thoải mái được anh em cộng. Thoải mái rồi. Mua cái này xem nào. Tôi là chủ cái này thôi. Anh em cộng đi. Giá ở đâu anh ơi? Giá ở đâu? Giờ cầm cái đấy. Cộng thêm 100, 1.100, 1.100, ai lên 1.200, nhanh. 56 triệu. Giá khởi điểm 56 triệu. Mỗi tiếng 100.000. Này chỉ trong vòng có một tối mà ông. Khởi điểm là 56 triệu. Bao nào giả hơn không? Bao nào giả hơn không? Để bỏ bố. Thôi để của tôi. Cái là của chú Đại rồi nhá. Chúc mừng anh nhá. Không muốn là anh em này. Là hôm nay chú Đại mua cái này và thật sự là anh Tùng rất nhiều kỷ niệm. Anh Tùng muốn giữ lại. Thế nhưng mà ngày hôm nay là ngày sinh nhật.
nó là cái rất nhiều cái niềm vui. Chú Đại với anh Tùng nó bắt tay là 55 triệu. Anh ơi. 55 triệu. Em có cái đôn nó hợp với cái đấy. Đấy. Chú Đại bảo là nếu anh em nào yêu hơn chú Đại chỉ có 56 triệu thôi. Anh em nào yêu hơn không? Anh em nào yêu hơn là 56 triệu không? Về nhà em rồi không? Chào bán không tuổi. Bây giờ anh em nào cho câu lạc bộ là yêu hơn là 56 triệu. Chú Đại lại để lại, lại nhường lại. Nào, giá khởi điểm nào? Giá khởi điểm là 56 triệu không? Đấy, đấy là 56 triệu mà đấu giá. 56 triệu, chú Đại bảo bây giờ là đã vượt qua anh Tùng rồi. Chú ơi là được chủ sở hữu rồi. Đấy là 56 triệu. Đâu, ông Khánh lại tiếp tục à? Sao ông Khánh? Ông Khánh cái này gì? Đây ông Khánh. Cái này gì? Là anh Tùng bắt tay vát xem nào. Này em này Yên, chị bỏ ra. Bác Khánh thế nào? Bác Khánh thế nào? Yên vào chơi với Bác Khánh. Bác Khánh thế nào? Tức là vợ chồng quả là không bán. Bán, không bán, không bán. Chơi Bác Khánh. Này là này sợ. Không bán. Này sợ ông trong hỗ trợ ông đội mũ. Cái từ thiện là không bán trong rồi. Không bán. Bán là con trai chuyên biệt làm gì nhá? Bị đá hết cho anh này. Đây hãy xin lỗi này. Xem là con nào đúng không? Đây hãy xin lỗi. Chỉ đại đấu giá. Bán nhá. Cái này bao nhiêu đây? Không bán. Cái này bao nhiêu đây? Cái này bán này, bán này. Có nào yêu không? Cái này là bạn Tùng mua. Con này cho là bác Tuấn muốn bỏ là mấy triệu? Bạn Tùng rất yêu là vì ai toàn xin lỗi vào cái biểu là rất đau thừa. Cái này mua bao tiền anh? Cái này ông Tùng mua 25 triệu. Anh chứng tỏ anh tiếp nắm được giá bạn anh. Chuẩn ạ. Mua 25 triệu cái gì ngoài bây giờ ăn Khánh có bán không? Cái gì có bán không? Có bán. Cái này có bán không? Có liên có bán này rồi. Có không? Cái này có bán. Cái này có bán. Bây giờ là, bây giờ là chỉ sợ ông này là hé ra cái là mất. Đây là cái này, cái này nhưng mà cái này đấu giá đây, bây giờ cứ giảm gấp đôi. Ông Khánh đang hỏi đây. Đây. Người ta nói nhỏ thôi. Cứ nói hoang mang không ổn. Mấy chị em đang chờ bán trong nhà, cứ nghe tiếng đại đang mua con cây. Bảo là bán đi chạy lại chợ. Chứ không nhau. Đúng không? Chơi ở các bác trong. Có được không anh? Anh có được không? Quá gọn gàng từ đầu cuối. Tay cảnh. Cả cái quê còn thích. Nhị chị là chị này cứ âm thầm phát biểu đi em. Hôm nay đẹp anh. Em cứ lầm sợ lắm chị.